Quý vị và các bạn đang xem video trên kênh YouTube U3 Mường Trời. Camera Lò Anh Nhàn chúc quý khách hàng luôn mạnh khỏe, hạnh phúc, may mắn và bình an. Quý vị và các bạn hãy đăng ký ủng hộ kênh để cập nhật những video mới nhất từ Camera Lò Anh Nhàn. Chúc quý vị và các bạn xem video vui vẻ. Kênh U3 Mường Trời là kênh chuyên quay phim chụp hình các sự kiện như đám cưới, tân gia, lễ tạ ơn, lễ mừng thọ và một số sự kiện khác. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình để lưu giữ những khoảnh khắc để làm kỷ niệm, hãy liên hệ trực tiếp với Camera Lò Anh Nhàn theo số điện thoại 0817 848 111. Xin chân thành cảm ơn.
chúng ta đã cùng nhau lắng nghe những tiết mục văn nghệ đặc sắc qua phần biểu diễn của các hạt nhân văn nghệ, các đội văn nghệ quần chúng của bạn Hồi Phúc, cũng như là những người thân, những người bạn bè, đồng nghiệp của gia đình đã trở về đây đem lời ca tiếng hát, những điệu múa uyển chuyển mình để gửi đến toàn thể các quý vị. Vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, và ngay sau đây không để quý vị chúng ta phải chờ lâu, ban tổ chức chúng tôi rất mong muốn toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít phút sự chú ý của mình để gửi lên phía trên sân khấu ạ. Vâng ạ, chúng ta sẽ cùng chào đón những nhân vật chính trong bữa tiệc thân xa buổi trưa ngày hôm nay. Vâng ạ, và ngay sau đây trung truyền xin được kính mời sự hiện diện của bác Lò Lường Thị Hiêng, anh Lò Văn Dân và chị Lường Thị Lịch ạ, những chủ nhân của bữa tiệc tân gia ngày hôm nay. Chúng ta sẽ cùng trở về sân khấu ạ. Xin trân trọng kính mời. Vâng ạ, rất mong muốn toàn thể quý vị chúng ta sẽ cùng nhau dành một ít phút sự chú ý của mình, những tràng pháo tay thật nồng nhiệt, và đặc biệt những ánh mắt thân thương của quý vị chúng ta sẽ gửi lên phía trên sân khấu ạ. Vâng, theo như quan sát của trung chuyển thì bác đang từ từ trở về sân khấu. Khuôn mặt của bác rất là vui vẻ và rạng ngời. Xin mời bác ạ. Kính thưa toàn thể quý vị thân khách thân mến, hiện diện trên sân khấu chính của buổi lễ mừng tân gia đại cát của gia đình chúng tôi ngày hôm nay chính là những nhân vật quan trọng nhất. Xin mời toàn thể quý vị khách quý, ban tổ chức xin mạng buổi toàn thể quý vị khách quý, chúng ta hãy dành một tràng pháo tay để cùng chào đón đại gia đình của chúng ta được không ạ? Trân trọng cảm ơn toàn thể quý vị khách quý. Dạ vâng ạ, kính thưa toàn thể quý vị thân mến, với nhiều sự nỗ lực cố gắng và ngôi nhà vô cùng khang trang đã được gia đình của bác Lường Thị Hiêng, anh Lò Văn Dân và chị Lường Thị Lịch xây dựng vô cùng khang trang, rộng rãi. Và ngày hôm nay, một ngày thật đẹp trời, một ngày thật ý nghĩa và thật tuyệt vời, gia đình của bác Lường Thị Hiêng đã lựa chọn để tổ chức bữa tiệc tân gia. Và trân trọng kính mời sự hiện diện của các quý vị quan khách trở về đây để cùng chúc mừng, chung vui cùng với gia đình. Và kính thưa toàn thể quý vị thân mến, sự hiện diện của quý vị đó chính là những món quà vô cùng ý nghĩa, vô cùng to lớn để chúc mừng cho gia đình của bác Lường Thị Hiêng trong buổi trưa ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi vô cùng trân trọng cảm tạ những tình cảm của toàn thể các quý vị. Số chiếc phô mê pin ông hạt sườn hay cứ sang bà mỡ ở Tây Nguyên xung khỏi cần nhắc cái kìm tó bản tó cuống cần nhắc lại pì đi lại khẩu đi lép chém ngang cần nhắc bóng mỹ bóng lờ nè bóng mít khẻ là hay bài thác đìn bóng trầm bài thắng nằm bóng cuốn cần trắng ba mỡ cơn rào thẳng sau cần lại pì cần nhắc mày lo to khát ở cần trắng ba trắng a diệt hai lại cha diệt na lại hờ trắng kiếm phái hòa hà phái sai trắng lại ngất lòi trắng có bảy là lưỡi dương lại ngất lường ngất cồng trắng có bảy là lưỡi sứa lại ngất biệt tiệp trắng cầu bóng non băng lệnh ngất bền cầm trắng cầu bóng non la cờ trắng thá phái phải hải phái xa cờ trắng ba mỡ mơ đi sang tay hơn sung khỏi cờ nhăng tảng sau hơn rào cờ mùm điều trắng này là háp khửn mơ non lá con khửn mơ rú ao lu ao làng khửn mơ mả mơ pè ao thầu ao ké khửn mơ mặn mơ dưng mơ đi trắng hà lệnh mơ đi bếp tràng mơ bón bên ngam trắng này cáo lệnh mới ở phò mè chu phủ chu côn ải ải lại nòng chu phủ chu côn lại bàn lại xá lại huyền đầy la nhăng hạc bánh bấy vía bác càn mắc kèn tòm hòm muôn mất chúc mơ nho mất cặp mơ bùn thả trắng tây hơn cờ trắng ba mỡ cày tây hơn cờ trắng ba máy quan đời xưa mỹ biệt sàng tỏn lón bò mè chu phủ chu côn hau bế họ bón họ tì bò mè hau cờ trà quảng sản giao hở vai tây hơn các bà lại có phản nào việt bò mè đò cày cờ trắng ba nào mỡ công ơn nó cờ bơm mết bơm mèn hả bà lo cày tây hơn y mít chén nào hòm xò chúc bò mè tết cá buông mũ lào phát thảo hau thảo hàng màn dân vương tết sen cừng bò mè ơi cày hau cắn khái chén nào tiền lo tây hơn chi mít chén đầu xò chúc bò mè tết cá được buông mũ lào bán cầu hóa lọc bà mẹ. Dạ vâng ạ, và ngay sau đây xin được trân trọng kính mời các quý vị khách quý, chúng ta sẽ rót thật đầy những ly rượu đang có trên mâm tiệc của chúng ta lên ạ. Và những người làm chương trình chúng tôi, MC Trung Chuyển và MC Minh Thành, xin phép được kết nối tình cảm của toàn thể quý vị với gia chủ. Vâng ạ, bác Lường Thị Hiêng, anh Lò Văn Dân và chị Lường Thị Lịch có được không ạ?
Ấy bơm hay nào, hao gần nhất chén nào với bơm ơi. Quý vị chúng ta rót rượu đi ạ. Hãy tìm nó. Vâng ạ, ban tổ chức chúng tôi rất mong toàn thể quý vị chúng ta sẽ rót thật đầy những ly rượu đang có trên mâm tiệc của chúng ta lên. Và chúng ta sẽ giơ lên thật cao để gửi những lời chúc mừng gửi lên phía trên sân khấu đi không ạ. Chúng ta hãy cùng giơ chén cao được không ạ? Quý vị ơi, chúng ta hãy dùng một chén được không ạ? Xin lỗi quý vị ạ. Quý vị ơi, chúng ta giơ chén được không ạ? Quý vị ơi, quý vị chưa kịp rồi ạ. Chúng ta làm lại được không ạ? Xin lỗi quý vị ạ. 1, 2. Xin cảm ơn gia đình quý vị ạ. Vâng, xin lỗi quý vị ạ. Hào hán nước bom hay đâu. Hào hán bản dân, về lắc én tên cắm, hào tên nhập chung. Quý vị và các bạn có nhu cầu quay phim chụp hình vui lòng hãy